Kêu dâu ơi là con biết nha. Ờ, bà bảy bán ra rồi. Vệ sinh rồi. Thơm rồi đó, giờ nghe thơm. Nó sôi rồi mà, nó sôi rồi. Bây giờ là chấm. Nó sôi rồi mà, nó chưa. Cái lẩu mắm nè, cái lẩu mắm 350 nè, là lương nè, cả nhà. Lắm cả nhà. Mực. Trời ơi, kem mùi. Hết sảy luôn đó nha. Hết sảy luôn. Thơm quá thơm. Rau thì bông điên điển, rau nhút, rau muống. Ăn ở gì ra rau mắm. Bông điển rồi bông súng đó. Bông xe đũa. Hả Thanh? Ăn lẩu gì? Ăn lẩu cua đồng ra lẩu mắm. Bông xe đũa màu đỏ hả? Ờ màu đỏ. Màu đỏ, màu trắng. Vài bữa nữa mình xuống nữa biết bông gì không? Có bông xe đũa màu trắng nữa mà. À, cái này kêu bằng cào nèo. Cào nèo. Cào nèo. Cào nèo. Bắp chuối đầu dưới nữa nhiều lắm. Rau muống nè. Bắp chuối trên mình làm đâu có đỏ vậy thấy không? Nó già nó đỏ. Mình ăn đâu có đỏ. Cái bắp chuối hộp nó trắng, bắp chuối sứ nó bào sứ sứ đỏ đỏ. Với lại đỏ là nó cũng già. Già. Ờ sôi quá. Sôi nãy giờ rồi. Ờ múc bún qua đi. Để bún trước đi. Ờ gấp đi. Bún 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 bún. Mời cả nhà ăn nha. Bún nha. Ăn thử hết cái mắm nha. Đã gặp thanh niên mà ăn vậy. Trời thấy thích thật. Trời hấp dẫn nha, mùi thiệt vời. Đây, kéo để con. Đây. Dạ cô ơi. Ở đây kêu lẩu canh cua đồng nha, chơi vô lẩu mắm hấp dẫn luôn. Cái còn nhiều không? Cái rau nhiều quá cái nữa không? Nó làm cái nào á? Rồi múc đi, múc đi. Múc đi, múc đi, múc đi. Ở bệnh múc trước đi. Bên đây múc trước ha. Ừ, múc trước đi, trước. Ưu tiên á. Ráng chịu à. Ưu tiên á. Múc lượng vô đây. Anh ta cho ưu tiên mà. Rồi, từ, từ. Ăn lương mà tôi ăn được. Lương mà tôi ăn được. Bỏ vô từ từ. Khó ăn. Ông Út này, ông xếp dẻo nè. Đó. Mắm nè. Xếp dẻo lắm. Lộn mắm. Múc. Khó ăn rau đi ha. Rau nó ngon. Đây múc cho chị Đức luôn.